quý cô chú bác anh chị ở đây, cảm ơn tất cả mọi người, quý cô chú bác anh chị, nhất là một số bác ở học viên mới cũng như là một số học viên cũ và một số anh chị trong hội viên của lớp nhiếp ảnh. Thì hôm nay sẵn cái dịp là lớp học kết thúc rồi, cũng đã lâu mình chưa có dịp mà gặp gỡ nhau để mà trao đổi hoàn huyên với nhau, thì sẵn dịp đó mình combine hai cái thành một luôn. Thì xin giới thiệu đến quý vị thầy Trương Sắc Hòa. Có lẽ mình còn thầy Hiệp nữa mà thầy Hiệp chưa đến, là thử lát nữa thầy Hiệp đến mình sẽ gặp thầy sau. Còn xin mời thầy Trương Sắc Hòa. Cảm ơn tất cả các bạn. Và phải nói ngày hôm nay á, như là ngày trước khi tôi bước chân vô đây á, tôi mới nói với Kali á, chút nữa em chuẩn bị cho tôi 6 đồng. Kali mới hỏi gì vậy, đặng chút nữa nhờ chủ mua giùm 6 đồng vé số. cái lý do là kể từ ngày mà chủ biết tôi mua nhà, biết tôi mua hộp xoàn, biết tôi mua vàng á, nó không nhìn tôi nữa. cái này là thầy thay ra quá. Đúng là tự thầy thay nha. Kể từ ngày cháy nhà, sau đó là tôi mua nhà mới. Hai năm nay tôi không gặp mặt chủ. Quá trời của đó tôi mới nói với Kali á, rồi làm sao mua gửi Vũ 6 đồng, mua 6 đồng vé số ở tiệm của Vũ. Bởi vì tôi biết tôi có linh tính tôi trúng số, mà nếu mà tôi mua chỗ khác á thì Vũ mấy... có được tiền. À đó, Vũ không có tiền. Thành ra tôi phải mua chỗ có Vũ mới có tiền. Ngày hôm nay phải nói rằng rất là vui, mặc dù là anh em mình họp mặt không có đầy đủ. Thì sao cái vui của Vũ là sao đến cái vui của Hồ Đức. Vợ chồng của Đức của làm cho mình ngạc nhiên ghê luôn á. Là tại vì không có hồi báo là có tới hay không, mình đang khoái ăn chè nữa. Đó, mình mời mà thấy lòng tin rồi nói đi dự này kia mình cũng buồn, mình mới nói với Yến, trời giờ giờ không có chị Đức rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là xuất hiện hai vợ chồng luôn. Rồi vui vô cùng vui luôn, cảm ơn vợ chồng Đức rất nhiều. Bên cạnh đó một cái người từng lấy vừa qua tôi quan tâm nhất, Vũ biết ai không? Đó là thầy Tâm, chạy lay sơ lay rung. Trời ơi, suốt một tuần lễ tôi gọi hoài, gọi không có bắt con. Đâu có bắt đâu, mình thấy có một cái miss call hôm qua thầy. Thấy một cái miss call hôm qua. Đến giờ cuối cùng mới chịu trả lời tôi là đến. Thì ngày hôm nay nó có những cái rồi đó là thêm một nhân vật nữa làm tôi cũng ngạc nhiên, đó là Tâm Tà. Trả lời đến tối hồi sáng này mới nói là sẽ đi bị đi làm, có cái shop nào đó thơm lắm, thành ra là giờ mà không có shop nữa, thành ra phải đi làm mới giờ. Cử đại diện phụ tá của Tâm Trà đến đây để mà họp mặt. Ngày hôm nay có vợ chồng Yến, vợ chồng của Tông, tất cả là đầy đủ để họp mặt những ngày Giáng sinh năm 2017 này. Chúng ta họp mặt đơn sơ như thế này thì có người đến, có người không, nhưng rồi qua Facebook thì mọi người cũng sẽ thấy rằng cái tâm tình của VNUFBA, cái gia đình của VNUFBA lúc nào cũng nhớ đến các bạn, nhớ đến những hội viên của mình và cụ học viên của mình. Tôi mong rằng trong những thời gian tới đây, nếu mà VNUFBA có một cái event nào đó thì mong rằng các bạn săn tay chào đón để mà ủng hộ cho cái sự sinh hoạt của VNUFBA. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều, ngày hôm nay anh Tuấn cũng đến sớm. Ngày hôm nay VNUFBA cũng cộng thêm được một thành viên mới, đó là gia đình của Hồng Sinh. Có được baby cũng mang đến đây để trình diện với lại xin dừng lại cho các vị học viên mới vừa kết thúc khóa đây thì có bác này không và bác Khánh rồi bác Quý, có anh Vọng, thầy Hải. Nghe là các vị ở trong cái lớp mới đây nhất cũng có mặt ngày hôm nay. Hy vọng rằng với chúng ta sẽ gắn kết ngoài cái tình cảm của gia đình VNUFBA ra thì chúng ta còn có những cái mối quan hệ xã hội. Hy vọng rằng chúng ta luôn luôn gắn chặt với nhau để cùng nhau nâng đỡ trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Thực sự mình cảm nhận được cái gì đó gọi là gia đình đó, một cái tình rất là thân thương. Thì cảm ơn quý thầy rất là nhiều, thầy Hòa rồi thầy Hiệp rồi Thông cũng bỏ rất nhiều thời gian để coordinate cho cái lớp này. Thì em rất là tự hào là em là học sinh mà coi như là sau 5 năm rồi hôm nay mới ra trường lần đầu tiên cấp 1. Cho nên là hôm nay là big day for me, các anh chị cho giảng hóa tay. Cũng để trong các chị cũng cho tôi nói thêm một lời nữa là tôi trong 2 năm vừa qua tôi được phép của vợ là cho nghỉ hưu. Vợ cho phép tôi được nghỉ hưu trong được 2 năm rồi. Thì trong những ngày tới này thì tôi cũng mong các anh các chị của VNUSB cũng cho phép tôi được nghỉ hưu. Nếu có anh chị nào giúp để lãm nhận cái vai trò mà tiếp tục thôi để mà gánh vác cái hội nhiếp ảnh này tiếp tục đi tới nữa. Cái gì cá nhân bản thân của tôi sức khỏe càng ngày nó càng kém, mà tôi mong rằng cái lớp trẻ và những anh chị em có tâm huyết với hội nên tiếp tục và lãnh nhận cái vai trò, cái trọng trách mà tôi rất mong muốn để trao lại cho anh chị em để mình tiếp tục sinh hoạt hội một ngày một phát triển hơn. Đó là cái ước vọng của tôi. Bởi vì thực tế thì tôi cũng luôn luôn muốn gắn bó với VNUSBA cho đến ngày tôi nhắm mắt. Nhưng bên cạnh đó thì để mình training cho những người mới, những người có tâm huyết, những anh em thì chúng ta nên cởi lòng bỏ thêm vào sinh hoạt của VNUSBA. Trong suốt những năm tháng vừa qua đã gây dựng nó và chúng ta đã hình thành một hội ảnh quốc tế, thì bây giờ anh chị em nên nắm tay với nhau để mà chúng ta phát triển hội. Xin cảm ơn anh chị em. Vì cô chú bác anh chị cảm ơn các bác trong các anh trong hội trong cái lớp mới nhé. Và bây giờ chúng ta mình làm dấu cảm ơn Chúa, cảm ơn giáo xứ, cảm ơn quý cha đã tạo cơ hội thuận lợi cho mình có cái điều kiện mình đến đây. Chúng ta cũng hiệp ý mình đọc kinh lạy cha. Em xin một lời chót là tuần tới giáo xứ có cái hội diễn thánh ca từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Nếu được xin quý cô chú bác anh chị nào mình đến được mình là đến chụp hình giúp cho hội cho cái chương trình diễn nguyện nha. Mấy giờ? Bắt đầu từ 3 giờ chiều thì mấy ngày. Nhớ ơn thầy, chúng tôi cảm ơn hai thầy đã bỏ rất nhiều thời giờ cho gia đình nhưng mà cho chúng tôi để truyền đạt những kỹ thuật về chụp hình chúng tôi. Tôi rất cảm ơn hai thầy và chúng tôi có một chút quà để biếu hai thầy trong cái dịp Tết Noel mừng Chúa Giáng sinh. Đấy là của thầy. Cảm ơn. Ok, bây giờ tất cả anh chị em mình quay quần lại với nhau ha. Thứ bảy chủ nhật thì không, chủ nhật thì nhà thờ rồi hồi trước thì hay đám ăn rồi là
Đủ nó làm chơi mà ăn thiệt á. Là làm cái bụng hoa đó. Hoa mà ướt á. Hoa của trong nhà. Tôi xin trưởng đó mà. Không có gái gì hết. Có mời dâu nữa. Nó bây giờ con nó như đang bệnh hay sao á? Không thấy con nó như đang bệnh hay sao? Ăn được không em? Hay là hồi nữa đổi tay với sinh. Dạ. Có con nhỏ là mới ra đó kìa. Nói gì cũng nghe hết đó. Bố nó con giỏi. Tao cầm ly vô đụng chúng ta đi. Biết đủ gì nữa ra. Đi đâu? Vô cùng với em một lúc luôn. Việt Nam mình đâu có học computer, qua đây tụi tôi có học cứ gì thế là cũng hoặc là trong nhà mấy đứa con nó chỉ computer, cái lốt hình làm sao hay là gửi email làm sao để họ có thể học được tiếp tục học. Và sau khi học gửi được email kia thì tất cả của cái gì thôi. Thành ra tôi đề nghị với thầy là mình cho mình lên advertising một chút xíu và nói cho những người mà họ chưa có căn bản về computer nhưng mà biết chút đỉnh họ có thể học được.
Thế tôi chỉ đề nghị với thầy vậy thôi. Tiếp được anh đánh thì anh sẽ quên đi đó. Còn sao ý anh vọng sao cái mong muốn thì cái ý của mình là tiếp tục như thế nào thì cho biết, để dù mình phối hợp là mình làm một cái lớp cho nó đi. Nhưng mà nó vẫn phải có những cái basic tiến trình đi theo, biết là thí dụ anh thích Photoshop basic thì, nhưng mà bên cạnh cái Photoshop basic đó nó phải đi tiến trình đi theo, vẫn phải học về cái chụp hình hơn. Nó từng bước lưu ý bữa nói là có thể là để vô làm kêu không thì tìm luôn đó, để vô làm để vô tùng ra để mang cái tiền. Là cái gì á? Sao? Hả? Có hình không? Này quay mà. Đức ớt. Có điện thoại chưa? 6 giờ. Đức. Hay là gây quỷ ở dưới kia. Đó là một cách nhà thờ là dưới Dallas Airport, mỗi năm mình đi với tình người thờ ở đây nha. Không có Dallas Airport đó. Mình có hai tổ chức phải không? Một là chợ Tết của giáo xứ ở đây, làm trước cái ở dưới kia, hay làm sau cái dưới kia, sau một tuần. Đó là chỗ mà nó vẫn là lớn là đó là sân Expo vòng 2 vòng 3 vòng 4 tháng 2. Này quay thử máy dởm thôi, đừng lại chợ. Nó quay phim hả? Cái dạng này lạ ha. Thảo lên trước. Mở đèn lên. Là xong rồi cái đám tang gì đó không hà đó mình tao lốt chụp lấy cái này tao lấy cái mèo bị gạt rồi bỏ lại mèo bị gạt vô tao lốt cho nó đỏ đã bên vô này rồi hát dễ nào cái sơ mi thắng là heo á đi mười mấy con cái tài vẫn đẹp như thường bây giờ nó nhiều cái bánh trái cây đó bây giờ nó ở đó có mười mấy năm rồi hai hải lúc nhỏ nhỏ cái này nè. Hiếu nè, con miếng này ăn luôn đi. Dạ, mày Hiếu là khỏi nói luôn. Mất tiêu rồi. Trời ơi, có bị không được cái đây lại ra Hiếu Hiếu lại đây tao đi giới thiệu nha. Đây ngồi xuống đây đi. Nói vậy, tao nói một giờ. Mình buồn coi anh đi hát. Này vậy là tối Hiếu khỏi chỗ là anh thầy ha. Thay chỗ luôn. Thay chỗ luôn hả? Còn một ngày hay là hát ngày chứ. Cũng sao làm được rồi. Nhà thờ này. Sao phải làm? Không muốn thiếu nhiều tiền. Làm thay chỗ. Cái bé này giờ bắt bé là ở đây đó. Yeah, okay. So when I call, I stop by so that I can duplicate and cái nè, đây là Đức Hồ nè, dịp ai hôm nào giới thiệu dịp ai với dịp ai là cái cô em ở bên Việt Nam á, giờ cũng vừa nói thơ văn rồi kia vô thấy Đức là khen quá trời đó, để có dịp giới thiệu cái bạn trên Facebook cô dịp ai nói chụp hình lắm rồi em làm thơ với em họ
của học lấy cao học của làm nhân văn đó về như người con gái là nhiều khi người ta giỏi quá, người bà độc lập á, Thảo. Xuống ngoài cái súng sao mà đẹp quá vậy? Súng ngoài cái súng sao mà đẹp quá vậy? Đẹp gì có đi đủ luôn nha. Dạ ơn nè. Dạ ơn. 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 Dạ Giận rồi. Hồi nãy chú có hơn 5 kỳ đó. Hồi nãy mới hơn 5 đúng rồi.